Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả thân thương đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, cầu mong biết trước được số phận của mình là điều mà hầu hết tất cả mọi người đều mong đợi. Để giải đáp vấn đề này, từ xưa tới nay thì từ cổ chí kim đã truyền lại một bí kíp gọi là tử vi, giúp cho tất cả quý vị và các bạn nắm bắt được vận mệnh của mình trong từng năm. Việc xem tử vi tháng 7 âm lịch cho những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được vận mệnh của mình trong tháng 7 âm lịch và qua đó biết trước được những vận điều tốt xấu có thể xảy ra trong tháng 7, giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể nắm bắt được. Và xem tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó sẽ có được những phương án hóa giải và phòng tránh để có được may mắn, tài lộc, hành thông thuận lợi. Trong phần luận giải ngày hôm nay, phần luận giải chi tiết về tử vi của quý vị gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 7 âm lịch sẽ chỉ ra chi tiết về vận trình tài lộc, gia đạo, công danh, sự nghiệp và sức khỏe của mình. Và trong phần luận giải này, đặc biệt hơn, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng chỉ rõ cho quý vị và các bạn về những phương pháp hóa giải sao hạn, giúp tất cả quý vị chúng ta có được thêm nhiều tài lộc, con đường tài vận hanh thông, bởi vì những vận xui đều đã được hóa giải. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết, dứt điểm và cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt, tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Quý Mão sinh năm 1963 là người tinh tế gần gũi và lịch sự quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua cuộc trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Tháng này sự nghiệp của những người tuổi Mão sinh năm 1963 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự để mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh, lại có thêm nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là kiết tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp trong tháng này của gia chủ khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển, năng lực làm việc đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao cho. Nhờ vậy, đường tiến thân cũng rộng mở hơn nhiều. Trong tháng mưu sự thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người làm công ăn lương sẽ rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều. Bạn phải tăng ca, làm việc liên tục, nhưng bạn cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra,
công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bạn biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm gì để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Quý Mão lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chứ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng không đạt được hiệu quả cao. Tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý nhưng bạn lại phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài, cần có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Quý Mão khá ổn định, gia chủ có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những quý vị gia chủ tuổi Quý Mão không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có quý nhân xuất hiện mang tới cho những người tuổi Quý Mão nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên nam mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Sự áp đặt luôn là một cách sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Sậu, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim.
Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.